Xin chào các bạn, thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một ứng dụng mà mình cảm thấy khá là thú vị, mà mình đã dùng nó được một thời gian là khá lâu rồi. Đó, thì mình thấy nó khá là ổn định nên hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn biết. Đó là ứng dụng Parallel Space. Đây. Đó, thì các bạn vào Play Store để tìm thôi. Đây, Parallel Space. Thì cái tính năng của ứng dụng này đó là gì? Đó là khi nó sẽ chia một ứng dụng trong máy các bạn ra thành hai ứng dụng chạy song song độc lập hoàn toàn với nhau, không liên quan gì nhau cả. Đó, ví dụ mình có hai account Facebook mà mình muốn sử dụng hai account đó cùng trên một thiết bị của mình thôi, không muốn chia thành hai thiết bị khác nhau chẳng hạn, tức là vướng víu đúng không? Đó, thì mình sẽ dùng ứng dụng này để có thể làm được điều như vậy. Đó, thì một account mình có thể dùng để trao đổi khách hàng chẳng hạn, còn một account thì để bạn bè, người thân, rồi sống thật với giới tính của mình. Đó, thì khi cài đặt rồi thì các bạn ấn mở ra thôi, bắt đầu sử dụng. Đó, thì giao diện chính của ứng dụng nó sẽ như thế này. Nó sẽ hỏi các bạn một vài ứng dụng mà các bạn thường dùng đã, thì các bạn ấn vào thêm để có thể tìm. Thì điều đặc biệt, cái nổi bật của ứng dụng này đó là nó có thể chia tất cả những cái ứng dụng có trong máy ra thành hai ứng dụng khác nhau. Một vài cách khác, nó chỉ chia được một vài ứng dụng mặc định thôi, chứ không tất cả như cái ứng dụng này. Đó, thì mình cảm thấy ứng dụng này đây là rất hay. Thì khi mà chọn xong thì các bạn ấn ra ngoài. Ở đây mình đã chọn Facebook Messenger rồi này. Khi mà các bạn muốn cái đưa cái icon này ra màn hình chính thì các bạn ấn giữ vào, giữ Facebook này và kéo xuống chỗ tạo lối tắt. Và Messenger cũng vậy, ở đây mình đã tạo rồi, thì tùy các bạn có muốn đưa ra ngoài hay không thôi. Đây là Facebook chính này, đây là Messenger chính này. Đó, và cái ứng dụng tạo thêm này nó sẽ có dấu cộng đằng sau. Đây, ví dụ Facebook Plus này, Messenger Plus này. Đó, thì ở đây mình, các bạn có thể hoàn toàn nhìn thấy ở đây là một tài khoản này. Có điểm yếu không? Có chứ. Điểm yếu của nó chính là chỉ có thể chia làm hai ứng dụng khác nhau, chứ không thể nhiều hơn. Đó. Thì có một vài cái khác nó có thể chia làm nhiều hơn, nhưng mà chủ yếu là mình toàn thấy nó phải bắt rút máy thôi. Thì tham khảo nhiều bạn thì nhiều bạn không thích rút máy của mình, khá là phức tạp mà sau đó khá là phiền phức nữa. Đó, thì mình mới giới thiệu các bạn ứng dụng này, hoàn toàn không cần phải rút máy, vẫn có thể sử dụng được như bình thường mà khá là dễ dàng download. Thì ngoài cái tính năng chia ứng dụng thành hai ứng dụng khác nhau này nữa, thì nó còn ứng dụng nào? Đây, các bạn ấn vào bên này, nó sẽ có phần cài đặt ẩn. Cài đặt ẩn nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ ẩn đi tất cả các icon mà các bạn của những ứng dụng mà các bạn cài vào máy. Đó, thì ví dụ bạn đưa máy cho bạn bè để nghịch chẳng hạn, mà bạn bè chẳng, bạn không muốn cho bạn bè biết là mình đã cài đặt những ứng dụng nào trên máy, thì bạn có thể dùng cái tính năng cài ẩn này đi. Thì các bạn tìm trên Play Store bình thường thôi. Đó, thì ở đây mình tìm cái nào nhỉ? Như Manager này. Các bạn đợi một xíu cho nó cài đặt. Đó, thì nó sẽ hỏi các bạn này. Đó, hỏi cài đặt ứng dụng không, có nghĩa là các bạn có muốn cho ứng dụng này nó hiển thị icon ngoài màn hình không. Thì nếu mà không muốn thì các bạn ấn cài đặt đi. Ok. Đó. Thì các bạn hoàn toàn ra đây không thấy một cái ứng dụng, cái icon nào của ứng dụng Mi Fit cả. Mà muốn cài đặt
mới sử dụng được thì các bạn chỉ có thể vào Parallel Space này và ấn sử dụng. Đó, ra rất là bình thường, chạy rất ổn định. Đó, thì hôm nay mình giới thiệu các bạn một ứng dụng có tên là Parallel Space. Chức năng chính là chia một ứng dụng trong máy các bạn ra thành hai ứng dụng hoàn toàn chạy song song, độc lập với nhau, không liên quan gì nhau cả. Đó, thì hy vọng là video này sẽ giúp các bạn trải nghiệm được sản phẩm của mình một cách thuận tiện hơn. Ok, xin cảm ơn các bạn.